Sáng nay, tại phủ Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chumali Senyasorn. Hai nhà lãnh đạo đã cùng tuyên bố thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2012. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Senyasorn và đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Coi đây là mốc son trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được chứng kiến những thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại mà nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chumali Senyasorn đứng đầu. Tiếp tục giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, khẳng định vị thế ở khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng năm 2012, hai đảng, hai nhà nước, các cấp ngành ở địa phương cả hai nước đã có nhiều hoạt động hết sức sôi động, mang lại nhiều ý nghĩa, tạo sức bật mới cho quan hệ hai nước trong những năm tới. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam dành ưu tiên cao trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá và cần gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành cho đoàn sự đón tiếp rất trọng thị và chân tình. Khẳng định tình đồng chí anh em thắm thiết, gắn bó keo sơn giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, cũng như ý nghĩa quan trọng của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn vui mừng thông báo với Chủ tịch nước kết quả hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên tinh thần đồng chí anh em đổi mới thiết thực các nội dung hợp tác, lãnh đạo hai đảng đã trao đổi nhiều nội dung sâu sắc cùng bàn bạc phương hướng hợp tác tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Chumali Senyasorn đánh giá cao Việt Nam đã vượt qua được khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, giữ vững ổn định trên nhiều mặt, đảm bảo an sinh xã hội. Tổng Bí thư cho rằng những kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng của Việt Nam sẽ được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tham khảo nghiên cứu vận dụng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về những lĩnh vực trọng tâm được Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chọn làm khâu đột phá trong thời gian tới nhằm nâng cao thu nhập thực tế cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Lào qua các thời kỳ, đặc biệt là trong năm qua đã giúp Lào tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Chumali Senyasorn đã cùng chủ trì cuộc họp báo công bố thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, trong năm qua cùng với các chuyến thăm chính thức cấp cao của lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước, các bộ ngành địa phương cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, tô đậm tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đông đảo các tầng lớp cán bộ nhân dân đã hào hứng tham gia cuộc thi tìm hiểu tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam. Năm đoàn kết hữu nghị đã thành công tốt đẹp. Những kết quả đó đã tạo động lực góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới. Có thể khẳng định năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2012 đã thành công tốt đẹp, thực sự trở thành một năm đầy ấn tượng và có ý nghĩa hết sức sâu sắc trong đời sống chính trị xã hội của nhân hai nước và là một dấu mốc son quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào. Những hoạt động kỷ niệm thiết thực và đầy ý nghĩa đó có sức lan tỏa mạnh mẽ trong dân hai nước, đặc biệt giúp cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó, thủy chung, keo sơn Việt Nam-Lào, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và ý thức giữ gìn và phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau. Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 cũng đã tạo được một bước chuyển quan trọng về nhận thức ở các cấp, bộ, ban, ngành và các địa phương, cũng như các tầng lớp nhân dân của hai nước, thấm nhuần sâu sắc hơn nữa ý nghĩa to lớn của việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước và không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong tình hình mới. Mặc dù năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2012 sắp kết thúc, nhưng mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị vĩ đại giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt, mà sẽ tiếp tục sống mãi trong trái tim,
của hai dân tộc chúng ta. Mặc dù tình hình quốc tế và khu vực có biến đổi thế nào đi chăng nữa, nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với các đồng chí Việt Nam giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước như bảo vệ chính con người của mắt mình, và coi đó là tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước, là nguồn sức mạnh không bao giờ cạn kiệt trên con đường đi lên của mình, như lời dạy của Chủ tịch Cai Sòm Phô Vi Hẳn kính yêu, là sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông. Một lần nữa tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định sẽ trân trọng, nâng niu giữ gìn tình cảm đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước, xem đó là tài sản vô giá, đồng hành trên đường phát triển đi lên của mỗi nước.